Em Anh Tông Nha Trang xin chào tất cả quý chị đang xem kênh nhé. Thì ngày hôm nay hiện tại là em đang có mặt tại đoạn cao tốc Bắc Nam, và cũng như là đây là một trong những con đường mà sẽ kết nối trực tiếp đi ra tới đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, đó là con đường Lê Lợi. Thì như quý chị đang thấy thì ngày hôm nay Minh Tông sẽ đi review đến cho tất cả quý chị xem, cũng như là cập nhật cái hạ tầng mới nhất của con đường Lê Lợi. Và ngay vị trí này là cái vòng xoay kết nối trực tiếp giữa đường Lê Lợi và cao tốc Bắc Nam. Thì rất mong quý chị đón xem hết video này để Minh Tông có thể chi tiết cũng như là giới thiệu sơ qua về cái cao tốc Nam để cho quý chị cùng xem nhé. Và bây giờ Minh Tông sẽ đi review đến cho tất cả quý chị xem cái con đường Lê Lợi, nó kết nối trực tiếp vào với cái đoạn cao tốc Bắc Nam. Thì quý chị biết thì theo cái quy hoạch của huyện Cam Lâm thì con đường Lê Lợi là một trong những con đường quy hoạch mở rộng trên tới là 40m luôn quý chị. Và bây giờ cái hạ tầng ở đây nó đã bắt đầu ủi đất rồi nè, như quý chị đang thấy hiện tại nó đã xẻ đúng không, xẻ một con đường đi thẳng ra tới cái cầu quy hoạch là cầu Lê Lợi kết nối vô gần với lại cái dự án Golden Bay, Golden Bay 602, và đi thẳng ra trực tiếp tới con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Thì sau này cái con đường Lê Lợi này nè là con đường chính và cũng như là con đường giao thương của huyện Cam Lâm, nó sẽ kết nối đi sân bay và cũng như là kết nối trực tiếp vào đoạn cao tốc Bắc Nam. Thì ngày hôm nay Minh Tông đang đứng rất là gần với lại cái vòng xoay của cao tốc Bắc Nam và con đường Lê Lợi quý anh chị. Thì hiện tại là Minh Tông đang đi rất là gần với cái con đường này, là con đường Lập Định Xuống Môn, và nó kết nối từ đường Đinh Tiên Hoàng đi thẳng lên và kết nối đi thẳng lên các như khu vực Cam An Nam, Cam An Bắc nha quý anh chị, đi thẳng lên khu vực này nè. Bây giờ cái góc mà gọi là cái phía bên này nè, hồi như anh chị đang nghe chỗ ngón tay Tông đang chỉ, nó sẽ là cái vòng xoay của cao tốc Bắc Nam kết nối trực tiếp giữa con đường Lê Lợi và con đường cao tốc Bắc Nam nha quý anh chị. Thì với cái tình hình hiện tại bây giờ, đất cũng đè ủi và cũng như là đường hiện trạng như thế này, thì trong khoảng thời gian ngắn nhất thôi thì nó cũng sẽ làm xong thôi nha quý anh chị. Thì dự kiến khoảng 2023, cuối 2023 thì nó sẽ bàn giao cái con đường này về kết nối để cho cái huyện Cam Lâm á, nó một ngày nó càng phát triển hơn. Thì tương lai Cam Lâm nếu như tất cả những cái con đường quy hoạch cũng như là cái hạ tầng của thằng cao tốc Bắc Nam nó làm xong, và cũng như cái hạ tầng của thằng Lê Lợi này làm xong, thì thưa quý anh chị, Cam Lâm rất là phát triển cũng như là bùng nổ về kinh tế đó quý anh chị ạ. Như quý chị thấy không, hiện tại hiện trạng rất là to nè, đường quy hoạch mở rộng 40m mà ủi rất là to, bao gồm lòng lề đường và vỉa hè. Khu vực này hiện tại là để đền bù xong hết rồi nha quý anh chị, rất là dài, nó kết nối đi thẳng ra tới
dự án Golden Bay 602, và nó sẽ có một cái cây cầu bắc ngang qua con sông, đó là bắc ngang qua đầm Thiên Triều nha quý chị. Quý chị em thấy không, làm ủi đường xong hết rồi, và chỉ cần bây giờ họ làm tiếp tục cái hạ tầng và làm cho nó hoàn thiện hơn thôi, và để sẽ đường đi từ trong vòng cao tốc Bắc Nam đi ra tới đây rồi. Hiện trạng bây giờ rất là đẹp nha. Nếu mà con đường này mà nó quy hoạch mở rộng lên á và nó làm xong thôi, đó quý anh chị, cái khu vực này giá đất nó tăng rất là tốt luôn quý anh chị. Và hiện tại khi mà đã làm cái con đường này nè, giá đất ngay vị trí và cũng như khu vực xung quanh nó tăng rất là nhiều rồi. Thì ở Minh Tông cũng không nói quá nhiều về cái đoạn cao tốc Bắc Nam này, thì Minh Tông chỉ làm một đoạn video ngắn thôi để cho quý anh chị cập nhật được cái tình hình hiện tại cũng như là hiện trạng của cái con đường này nó đang như thế nào thôi, để cho quý anh chị nắm bắt được hiện tại tại khu vực M5 nó có gì phát triển. Thì Minh Tông cũng sẽ kết thúc video tại đây để đi làm một thêm những cái video mới về thị trường M5. Cũng rất mong quý chị đón xem những video tiếp theo của Minh Tông để Minh Tông có thể cập nhật về thị trường của khu vực Nha Trang, M5 cũng như là khu vực Ninh Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong video lần sau nha.